tôi vẫn nói, tôi nói hàng ngày hàng giờ khi tôi nói được để thức tỉnh tất cả mọi người. Và những người nào đã cổ suý trọng thì phải có một chút lương tâm, nhìn vào những gì mà Hằng nói. Muốn soi thì hãy soi vào cái câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên với tôi. Đó, tôi đã làm gì, tôi nói gì, tôi dẫn chứng tất cả những cái gì có sai không, có dối quý vị không, và mục đích của tôi làm là vì cái gì. Tôi nói là cái tôi mất 200 tỷ rồi đâu, nhưng rõ ràng tôi vẫn nói là bởi vì sao, tôi không muốn ai té ngã giống như tôi không muốn ai bị lừa dối, bị đau khổ đó, bị gạt gẫm, bị hy vọng, bị chờ đợi. Đây là một cái tình người mà ông không dành cho cộng đồng. Quý vị phải hiểu một cái điều rằng là ông nhẫn nhơ 14 năm, không có thời gian 14 năm, không phải ít đâu, không hề ngắn tí nào. Biết bao nhiêu người biết ông dối, biết bao nhiêu bài báo nói về ông dối, cái bài báo mà tồn tại được không? Rồi quý vị thấy bao nhiêu người nói lên được tiếng nói đó, nhiều khi chưa nói đã bị gặp nạn, gặp quả rồi, chứ đừng có nói chi mà nói lên. Rồi ông gây chia lìa cho vợ chồng ông Tiến đó, lại nói với tôi rằng khi mà tiếp xúc á, thì bà vợ ông Tiến có nói với tôi là cô Hằng ơi, cô Hằng phải tỉnh táo, nếu không cô Hằng sẽ bị cái đá một trò ông Yên đánh một trò ly gián, là cô với chú sẽ mất lòng nhau rồi không ai kiện ông được nữa hết. Nhục chí, vợ chồng mà đã mất lòng nhau rồi thì nhục chí không còn ai đối đầu với ông được hết. Nhưng mà tôi nói thật quý vị như thế này, nếu tôi sai tôi không cần ai phải nói là tôi sai. Chồng tôi là người đàn ông rất thông minh tài giỏi mới thành công thế ngày hôm nay. Chẳng lẽ không biết vợ mình làm gì? Không cần quý vị phán xét tôi, không cần quý vị phải đóng mò đóng non, tôi không cần quý vị phải chụp mũ tôi, không cần quý vị phải thế này thế kia, và tôi đã xác định rồi. Nếu tôi chơi cuộc chơi này, anh Dũng đồng cảm với tôi, thương tôi, chia sẻ với tôi hết sức là trân trọng. Nhưng nếu anh Dũng mà bị trúng đòn của người ta, anh Dũng bị những cái công kích của người khác, ngày mai anh Dũng ly dị tôi vẫn vui vẻ. Và tôi không bao giờ lấy một cái tài sản nào của anh Dũng hết. Bởi vì sao? Tôi đã tuyên bố rồi, chúng tôi độc lập. Và 41% cổ đông của anh Dũng cho tôi sẽ ủy quyền lại cho con của tôi. Tôi không lấy một cái gì của Đại Nam nữa. Tôi đến đây, tôi cống hiến và tôi có ra đi, tôi cũng ra đi trong danh dự. Tôi hứa với quý vị rằng tôi không bao giờ đòi hỏi anh Dũng một điều kiện nào nếu như chúng tôi ly hôn. Cho nên đừng có hy vọng rằng là Nguyễn Phương Hằng này sợ, hoặc là Nguyễn Phương Hằng này ham tiền. Tiền ai không ham, phải ham tiền chứ quý vị. Nhưng cái đồng tiền sạch tôi trân trọng, còn cái đồng tiền không sạch xin lỗi giúp tôi không thèm. Đó là lòng tự trọng của tôi. Cho nên tôi nói đừng có ai nói tôi ham tiền. Dĩ nhiên tôi ham cái đồng tiền nó chính nghĩa. Và nếu như anh Dũng bị người ta tác động, anh Dũng không tin tôi, anh Dũng có quyền ly dị tôi, và hứa với quý vị rằng không có một điều kiện nào kèm theo và ra đi không cần một cái tài sản nào hết. Của tôi vẫn là của tôi xưa nay, một đồng tôi sống danh dự một đồng. Cho nên tất cả nhiều người đã làm cho tôi bị thị phi suốt 15 năm nói rằng tôi đến trong những lời dối là vì tôi ham tiền, tôi hốt tiền, tôi tham lam, tôi muốn thế này kia. Quý vị có biết rằng tôi gánh ở trên vai bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái buồn tuổi của cuộc đời này dành cho tôi không? Cho nên đó, tôi đã dám sống rồi thì đừng có hù tôi. Tôi nói rồi, có thể tôi có 5 chồng, 7 chồng, tôi ly dị, tôi lấy chồng khác thì đã sao? Đau lòng ai? Rồi bây giờ nói tôi á, là anh bỏ ra hỏi tôi là người ta nói tôi mê ông Yên. Mê chứ sao mê? Ai cũng mê, đàn ông cũng mê, đàn bà cũng mê, già cũng mê, trai gái trẻ mê, khỏe mạnh cũng mê, rồi á bệnh tật cũng mê, thần thánh nó sao mê quý vị? Phải mê thôi, mê chứ được gặp ổng. Và vì quá mê ổng cho nên ngày hôm nay tôi mới là người làm ra sự thật. Quý vị phải thương tôi, phải thấy cái sự hy sinh của tôi dành cho cộng đồng là quá lớn. Còn nếu không thương tôi, cũng đừng có bôi trò chét cổ như mặt tôi, đó là sự thật. Bây giờ hỏi cho quý vị nghe một người nói rằng một người như thế, quý vị có trân trọng không? Bây giờ quý vị nói thật lòng quý vị đi, nếu không đổ bể ra cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta còn thần tượng đi không? Quá thần tượng đi chứ. Chúng ta ước mơ là ông yêu có chứ không? Đừng có nói là không nha quý vị. Bây giờ tôi nói thì quý vị tự hỏi lại lòng mình đi, nếu như câu chuyện này không đổ bể ra thì bao giờ mới đổ bể ra? Và nếu không đổ bể ra thì còn bao nhiêu người ngộ để rồi nhận cái quả đắng từ ông Võ Hoàng Yên? Có mơ gặp ông Yên không? Có chứ sao không? Có muốn gặp ông Yên không? Có chứ sao không? Từ người bệnh cho đến người không bệnh, thánh mà, sao mà không muốn gặp được? Gặp thánh, gặp thần, gặp một cái người khỏi chứ anh. Từ cái tiếng đồn với nhau, hiệu ứng đám đông, ai cũng muốn gặp nó phải không quý vị? Cái điều đó là rõ ràng.
Rồi bây giờ khi tôi làm ra thì không còn đường nào hết. Thì nói tôi mê ông Yên thì tôi mê, xong mê, ông nó thắng rồi sao tôi mê. Trời ơi tôi quá mê nữa chứ, sao vừa lòng chưa? Bây giờ mọi người thấy tôi trả lời câu vừa lòng chưa? Tôi si mê, tôi cuồng điên luôn đó quý vị. Tôi yêu ông đến nỗi mà tôi phát khùng luôn, quý vị có thấy không? Rõ ràng, có quý vị vừa lòng chưa? Vì tôi quá mê ổng, mê đến nỗi mà đem hết tiền cho ổng. Đó, để ngày hôm nay tôi lột trần sự thật này ra. Trời ơi, quý vị ơi, quý vị có ghét tôi á thì quý vị phải nhìn kỹ tôi. Tôi không phải là loại xoàng đâu quý vị. Cho nên nói gì nói á, phải nói cho đúng tôi mới để. Thành ra nói không đúng á, tôi không có phục đâu. Đó, bây giờ tôi trả lời câu hỏi cho anh Hút Mỏ nè. Tôi rất là mê mỗi thằng Yên, được chưa? À, mọi người đều nói rằng tôi mê ổng, tôi mới đưa tiền cho ổng suốt. Tôi mê, rất là mê ổng, tôi mới đưa tiền cho ổng. Còn tôi mê như thế nào, chỉ có chồng tôi là người phán xét tôi. Và chỉ có chồng tôi là người biết rõ hơn ai hết quý vị. Đừng có mà chụp mũ tôi hay là tạo dựng những cái câu chuyện mà nó rẻ tiền như vậy. Chơi đi chơi cho sòng phẳng, chơi cho nó văn hóa, chơi cho nó đẹp. Cái chuyện nói cái câu chuyện gì thì cho nó sạch sẽ. Bây giờ quý vị thấy không? Ổng có phải lừa đảo không? Ổng có phải là lương y không? Ổng đã đi lừa bao nhiêu năm rồi? Xôi vô cái đó đi. Tại sao phải xôi vô cái chuyện mà bà Hằng mê ông Yên? Ổng có cái gì để mê? Đúng không quý vị? Và bây giờ tôi hỏi quý vị trả lời thật lòng tôi đi. Quý vị có mê ông Yên không? Nếu mà chưa đổ bể câu chuyện này quý vị nghe ông Yên, quý vị có hiểu ứng đám đông không? Có không? Có quá đi chứ. Ai chẳng có một lần mơ được gặp thánh. Ai có chẳng một lần mơ để được tiếp xúc với một người mà gọi là quá cao thủ. Tôi chia sẻ thêm quý vị thế này nữa nè. Ông cao thủ đến cái mức này nè quý vị. Tôi nói á quý vị, lúc mà khi mà tôi đưa tin nhắn á, mà ổng nhắn cho thư ký của tôi á, có một số người nói rằng là tôi tạo ra những cái tin nhắn đó để mà vu khống cho Võ Nguyên, bởi vì tin nhắn nó chỉ chụp trên màn hình thôi, thấy không? Bây giờ cắt ghép tin nhắn cái chuyện đó nó quá bình thường, thấy không? Cái chuyện đó nó thậm chí là ghép hình ghép mặt nhau, có chuyện mà một người nói mà thật ra bây giờ tôi là thằng bà tổng thống mà nói chuyện cũng được đó, bình thường hết quý vị. Nhưng mà khi tôi đưa cái hình ảnh mà ông Võ Hoàng Yên đi lại mộ ba tôi á, thì lúc đó đó mọi người mới có vẻ đồng cảm với tôi. Trước đó là coi như là lung lay dữ lắm, hai chiều chứ bà Hằng này nói đúng hay không, cái đó là quý vị có quyền. Nhưng mà khi tôi đã chơi cuộc chơi này mà tôi chơi rất thật, tôi không có sợ gì hết. Quý vị muốn tôi chứng minh cái gì tôi sẽ chứng minh tất cả cho quý vị coi. Ông đi thăm mộ ba tôi, ông quỳ ông lại, khi ông cần quỳ ông sẽ quỳ, khi ông cần bò ông sẽ bò, khi cần lớp ông sẽ lớp cho quý vị coi. Tới khi mà quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh của quý vị không bao giờ tin rằng một ông thần, một ông thánh mà có thể quỳ lại như vậy, rồi một ông thần, một ông thánh mà có thể là đòi tự tử, chết trong công ty của tôi, chết ở nhà tôi, và cái đã chuẩn bị luôn một cái chết rất là đẹp để đổ thừa chúng tôi là những người mà có tội với lại bệnh nhân câm điếc, bệnh nhân bại liệt, họ đang chờ đợi ổng. Hay không quý vị? Chơi một cái chiêu quá hay luôn, quá cao thủ. Ai mà nghe không sợ? Sợ quá đi chứ, sợ mất hồn luôn. Khi mà lỡ mình đụng vô ổng là mình đụng vô hóa thánh. Rồi mình đụng vô ổng một cái, mình đụng vô thánh thần, mình đụng vô cửu quyền thất tổ, mình đụng vô thế giới bên kia. Bảo đảm quý vị là không ai có đủ can đảm đó đâu với Võ Hoàng Yên. Và một cái hay nữa là quý vị, ổng bắt đầu tìm hiểu tôi qua những đứa con của tôi. Quý vị thấy ổng cao thủ không? Ổng chơi một cái đòn như thế này. Ổng hỏi về quan hệ của con tôi và anh Dũng. Ổng nói với thằng con của tôi là chú có đối xử với tụi con tốt không? Sau này con tôi nó mới nói lại với tôi. Rồi qua chú con gái của tôi, ổng cũng đi, ổng hèn tới cái mức mà ổng đi thăm dò cái cuộc đời riêng tư của tôi qua những đứa con của tôi. Thì quý vị thấy không? Một người đàn ông chân chính có ai làm như vậy không? Và tại sao chơi với chồng tôi mà không đi mượn cho tiền chồng tôi, mà đi mượn tiền tôi, đi đem những cái điều mà gọi là khổ đau để mà đánh vô cái sự lương thiện của tôi, để mà mượn tiền tôi và thế chấp sổ đỏ và nói những cái điều dối trá, để rồi mà khi tôi nhận ra tất cả những sự thật dối trá đó, tôi mới lột trần ra. Thì rõ ràng quý vị thấy không, tôi đã làm hết những gì có thể. Tôi sai chỗ nào? Ít nhất tôi cũng đúng với tất cả những người mà đang khó khăn, đang bệnh tật, mà bị ông lừa ngày lừa đêm. Rõ ràng nhưng tôi sai với chính tôi là bởi sự nhiệt tình của tôi, bởi vì tôi sống quá lương thiện. Tôi tin mà đến nỗi mà chẳng những tôi tin mà anh Dũng tin. Tất cả mọi chúng ta đều bị ngộ hết và nhận ra quả đắng. Đến ngày hôm nay tôi đã đủ dũng khí để tôi đứng lên và tôi nói thật quý vị rằng ở trong Đức Phật cũng có nói, nếu giết một
là nếu mà mình khử đi một người hay là mình để cho một người thân mại danh liệt để cứu vạn người thì điều đó cũng là một cái phước. Nhưng mà rõ ràng là tôi đang giúp ổng để hoàn thiện cuộc đời ổng sau này, vì ổng còn trẻ, sau này ổng còn biết đường, ổng quay đầu. Chứ ổng sống một đời như vậy, ổng cười sung sướng, ăn trên tiền xương máu khổ đau người khác, ổng cười hả hê trên sự khổ đau người khác, lừa dối tất cả mọi người để bây giờ lỗ ra. Bây giờ quý vị có biết không, ổng có 8 vợ, 2 người ở Gia An, 1 người ở An Giang, 1 người ở Kiên Giang, 1 người ở Long An, 1 người ở Singapore, 1 người ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 người ở Cà Mau. Và còn nghe đâu nữa bên Mỹ nữa quý vị, 9 đứa con. Ngày xưa em ổng nói với tôi, ba ổng nói là 5, em ổng nói là 3, bây giờ là 8. Thì 8 cái bà nó đánh nhau ổng đủ chết rồi, thấy không? Nhưng mà lúc nào cũng A Di Đà Phật, mô Phật, lúc nào cũng ăn chay. Và tôi không có khái niệm về đàn bà, hai cái bàn tay tôi là phải sạch sẽ để tôi đi chữa bệnh. Quý vị thấy bị ổn không? Quý vị có câu hỏi nào quý vị cứ hỏi tôi đi, tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết, siêu thật luôn. Nếu sau này quý vị nói tôi nói không đúng thì cái người mà thưa kiện tôi, đây là bằng chứng của Võ Hoàng Yên, không cần tới quý vị. Nhưng mà cái hay của ổng là gia đình của ổng và học trò của ổng là một gia đình đại đoàn kết. Trời đất ơi, diễn cực kỳ xuất sắc, nói một kịch bản như nhau. Tôi kể cho quý vị nghe thêm một chiêu như thế này nữa nè, đã nói rồi phải nói như hết. Lần đầu tiên tôi với anh Dũng với lại đứa con trai út của tôi với lại một người làm đi ra chùa Hương An Tự ở ngoài Tấm Linh đó quý vị, thì đã có một sự sắp đặt. Khi mà tôi mới quay trở lại cái câu chuyện đó thì tôi mới thấy một sự sắp đặt đó là chim mồi đó quý vị. Thì khi ra ngoài đó thì cái chùa mà ông cướp của vợ chồng ông Tiến á, thì khi ra ngoài đó đó thì khi ăn cơm trưa xong xuôi hết rồi á, ổng mới kéo anh Dũng đi vô phía trong là bên núi để tham quan cái miếng đất của ổng, khoe là ổng có mấy trăm hecta đất bên đó. Thì cái bà ở trong đó đó gọi là bà Năm, thì bà mới ngồi tiếp chuyện với tôi. Trời ơi quý vị ơi, bà nói nghe mà đứt ruột. Trời ơi Yên nói, thầy Yên là một con người vĩ đại, dùng cái từ mà các ái đi gia nó suốt cuộc đời chỉ có sống cho bá tánh. Và gia đình của nó nghèo lắm, bà già rồi, nghèo đến nỗi mà má của nó đó đi bán cá bán tôm gì đó, nghèo khổ lắm. Mà bây giờ nó đi làm thầy, mà bây giờ nó được ơn trên á, cho nó là một cái khả năng về vấn đề và tâm linh, bắt đầu dẫn dắt. Tôi ngồi tôi cũng nghe, tôi nghe hết rồi đó, là nó nói thế này nói thế kia, nói chung là ca ngợi. Bây giờ tôi mới ngồi tôi nghĩ lại, trời ơi, chim mồi rất hay quý vị ơi, hay xuất sắc luôn. Đó quý vị nghe tôi nói, quý vị đừng có tin tôi, thời gian sẽ trả lời và thời gian sẽ lột trần ra tất cả. Nếu tôi nói sai, tôi nói không đúng, ông Võ Hoàng Yên có thể kiện tôi, kiện tôi bất cứ lúc nào, và tôi sẵn sàng ra đòi ông Võ Hoàng Yên. Cho nên đó, ở đây cái câu chuyện tôi muốn nói đó là cái câu chuyện mà nói tôi có mê ông Yên hay không, tôi có si mê ông đem tiền cho hay không, cái câu chuyện này là của chồng tôi sẽ giải quyết tôi. Nếu tôi là một người phụ nữ không đàng hoàng, không tư cách, thì chồng tôi ly dị tôi, chồng tôi xử tôi, vừa lòng chưa quý vị, vừa lòng chưa? Không cần cho quý vị phán xét cho tôi, nhưng mà đừng có gieo khẩu nghiệp. Tôi đó là nạn nhân, tôi là người dám hy sinh để tôi đem cái chuyện này đến cho cộng đồng. Thì đừng có đem những cái điều mà đi chụp mũ tôi. Nếu như mà cái bọn xấu nó bị chém cơm manh áo, nó vì cuộc sống đó nó nói tôi, thì ok, cũng có thể còn tha thứ được. Nhưng đừng có bày mùa thay đám đông mà đi nói những cái điều đó. Khi gặp biến cố thì quý vị sẽ hiểu được cái cay đắng ở trong cuộc đời. Và những cái lúc mà tôi mới nhìn lại hết, tôi thấy rằng tôi quá có lỗi với chính tôi. Cái lỗi của tôi là sống quá lương thiện, quá tử tế, quá thương người, quá tin người, cũng từ cái chữ là lòng lương thiện của tôi. Tôi có lỗi tôi nhiều lắm quý vị, chứ tôi không có lỗi ai hết. Quý vị thấy đúng không? Tôi đã dám nói thì tôi sợ gì? Kể cả ngày nay anh Dũng của tôi bị trúng đòn trúng độc, anh Dũng của tôi ly dị tôi hứa với quý vị rằng một đồng tôi cũng không bao giờ đòi điều kiện với anh Dũng. Tôi đến như thế nào tôi ra đi như thế đó. 15 năm tôi cống hiến, tôi không có công tôi cũng có làm. Anh Dũng đã thành công, trên máu và nước mắt của tôi đổ dài trên sự nghiệp của anh Dũng. Thôi thì trời biết đất biết. Và đặc biệt không bao giờ tôi đòi hỏi một điều kiện nào với anh Dũng. Bởi vì tiền của tôi, mẹ con tôi đủ sống, tôi nuôi được 3 đứa con, tôi nuôi được đứa nữa, có sao đâu quý vị. Nhân lương tâm tôi thanh thản, không bao giờ tôi tranh chấp dù một đồng xu. Hứa với quý vị là không bao giờ có.
còn 41% của ông anh Dũng cho tôi. Tôi ủy quyền lại cho con trai tôi, sau này nó lớn lên, nó có phước thì anh Dũng cho nó. Còn nó không có phước thì nó còn mẹ nó, nó có chết đói đâu quý vị. Cho nên đừng có bao giờ ý Phương Hằng tôi đã từ cái đống cho tàn nguội lạnh. Tôi còn sống tới ngày hôm nay, tôi đi bơi dơi giữa trời giữa đất, không có một người thân, không có ai thương tôi. Lúc đó con tôi còn rất nhỏ, tôi còn sống được tới ngày hôm nay. Huống chi tôi trải nghiệm tới giờ này mà tôi đã gieo bao nhiêu cái điều tốt lành rồi, thì không có lý do gì mà trời Phật không thương tôi. Quý vị không thương tôi cũng không sao, nhưng mà quý vị đừng có nói những lời chai đắng với tôi, đừng có nói những cái lời mà miệt thị tôi đau lòng lắm chứ. Bởi vì dù sao tôi cũng là phụ nữ, cái sức chịu đựng của tôi nó cũng tới một cái khoảng nào đó. Nhiều khi tôi nói thật chứ quý vị, một giọt nước nó tràn ly, nhưng mà tôi đây không biết, không bao giờ biết sợ bất cứ một cái điều gì hết. Cho nên quý vị hôm nay chúng ta cứ thẳng thẳng với nhau đi, quý vị cứ khai thác tôi triệt để đi, quý vị thắc mắc cái gì quý vị cứ hỏi đi. Nguyễn Phương Hằng tôi hứa trả lời không sót câu nào, nếu mà còn điều kiện thời gian cho phép. Thưa bà, thêm một câu hỏi của anh Quốc Võ, đó là được biết là vợ chồng bà đã cho con của mình gọi ông Yên là cha nuôi để học chữa bệnh. Như vậy thì trong thời gian đó được biết là ông Yên đã có những cuộc gọi hoặc là những tin nhắn để lôi kéo bọn nhỏ hoặc như chia rẽ tình mẫu tử của bà hay là con của bà. Như vậy thì sự thật trong câu chuyện này như thế nào mà bà có thể chia sẻ? Kính thưa quý vị và anh Quốc Võ, ông không có chia rẽ tôi, nhưng mà ông chia rẽ anh Dũng tôi với các con của tôi. Ông nói rằng là khi nào mà tụi con thế này thế kia, gặp sự cố gì trong cuộc đời á, thì hãy gọi cho ổng, ổng sẽ là người mà giúp đỡ cho con của tôi, và ổng sẽ là người che chở cho con của tôi. Bởi vì quý vị biết rằng là khi chúng tôi đã tin tưởng ổng, đem con cho ổng đỡ đầu, thì chúng tôi đã xem ổng là người thân trong gia đình rồi, có gì đâu để tiếc với nhau, có gì đâu mà phải tính toán với nhau. Nhưng mà thủ đoạn kinh khủng, ổng chia rẽ từ cái mối quan hệ giữa những đứa con riêng của tôi với anh Dũng. Ổng công kích vào những đứa con của tôi là ông Dũng có tốt với con tôi không, ông Dũng như thế nào và mẹ như thế nào. Đó là một trong những cái điều mà thủ đoạn nhất của ổng, mà đi đánh vào những đứa con nít mà để đi tìm hiểu. Và tôi nói quý vị, khi mà con tôi nó nói tôi hoàn toàn khi dễ, tôi hoàn toàn thấy con người ổng quá dơ, quá là bẩn, còn rất là hèn. Tại sao chơi với anh Dũng, chơi với tôi mà lại đi chia rẽ anh Dũng với con tôi, mà trong đó ổng thừa biết rằng con là con của tôi. Vậy thì người đàn ông này tốt không quý vị? Người đàn ông này có ý gì quý vị? Đó, tại sao anh Dũng anh đã nhận ra được tất cả những cái gì từ ông Yên, nhưng mà ông anh Dũng của tôi á, anh đàn ông là anh không muốn làm lớn chuyện, anh muốn cho qua cái câu chuyện này đi, coi như là mày xấu, mày không xứng đáng thì ta bỏ được qua một bên. Nhưng mà tôi chơi tới cùng, vì tôi chơi tới cùng tôi mới lột được mặt nạ ông ra. Chứ nếu tôi cũng giống như mọi người thì câu chuyện hôm nay nó đâu ngồi đây mà để tôi, trời ơi mệt lắm quý vị ơi, nói cho quý vị nghe hết gan hết ruột của tôi. Ai thương tôi cảm ơn, không thương tôi cũng cảm ơn, nhưng đây là sự thật. Quý vị cứ hỏi đi, quý vị cứ khai thác đi, quý vị cứ nói hết những gì đi. Nguyễn Phương Hằng tôi nói hết cho quý vị nghe, còn bao nhiêu chuyện thâm cung bí sự nữa thì tôi không muốn nói, bởi vì nói cho đời tôi người khác thì mình thành vô duyên. Đó, cho nên là bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, quý vị cần tôi sẽ nói, bởi vì không phải là đời tư nữa, đây là cái chuyện của cộng đồng. Cái sự lừa dối dành cho cộng đồng tôi công khai tôi nói. Còn nếu ông cảm thấy ông bị tổn thương, bị xúc phạm đời tư, kiện tôi đi, tôi sẵn sàng ra tòa đối chất cho ông. Vì ông luôn luôn có luật sư, ông luôn luôn biết luật để chơi tôi, cho nên là vì ông biết luật, vì ông hiểu biết, cho nên là ông lừa ai không bao giờ dính vô hình sự. Nhưng mà trời xui đất khiến, rung rủi cho ông như thế nào đó, để rồi ông không chết vì 200 mấy tỷ đó, mà ông chết có 8 tỷ 2. Quý vị thấy ông đi đêm có ngày gặp ma, chắc ông gặp tôi là ma đó quý vị. Nhưng mà con ma này cũng đẹp á, quý vị nói cho quý vị chửi thêm lần nữa. Thưa bà, có câu hỏi cuối cùng từ anh Quốc Võ, câu hỏi thứ ba đó là nếu mà có lời cuối cùng để nói cho ông Yên á, thì bà sẽ nói những lời gì? Và sau câu hỏi này thì anh Quốc Võ cũng xin cảm ơn vì bà đã trả lời những câu hỏi của anh. Kính thưa quý vị, và tôi xin trả lời anh Quốc Võ câu này. Nếu mà được nói với ông Võ Hoàng Yên á, thì có lẽ là tôi cạn lời. Thật sự tôi cạn lời. Vì tất cả những gì ông làm, ổng biết rõ hơn mình mà, ổng biết rõ hơn tôi hết. Ổng có mục đích, ổng có những cái thủ đoạn của ổng, thì cạn lời để nói với ổng. Nhưng cũng hy vọng rằng là ổng biết quay đầu là bờ. Bởi vì sao? Nó thuộc về bản chất trong con người của ổng, nó có một cái chủng tử hắc, cho nên ổng mới hành hạ được người bệnh như vậy. Ổng cười cho sự đau khổ người khác. Cái thời điểm này, một tháng nay, ổng có đủ thời gian để ổng đối diện với lương tâm ổng. Ổng ăn những cái đồng tiền xương máu của đồng bào,
ông cười hả hê cho sự đau khổ của người khác. Bây giờ ông sống như thế nào, không cần ông phải đi tù, lương tâm ông sống yên ổn không? Bây giờ chúng ta ra ngoài đường mà lỡ gặp Võ Hoàng Yên, chúng ta nghĩ gì đây? Tất cả quý vị sẽ thấy như thế nào đây? Trước đây thì mơ ước, trời ơi, ước mơ trong đời tôi gặp được ông Võ Hoàng Yên một lần thôi, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ quý vị gặp ông Võ Hoàng Yên, cái cảm giác nó làm sao quý vị biết nói gì đây? Phải không quý vị? Cái đây là sự thật. Cái bản thân tôi bây giờ cho tôi ngồi trước mặt ông Yên, tôi cũng không biết nói gì luôn đó quý vị. Bởi vì sao? Nó quá sức tưởng tượng của tôi mà tôi cạn lời. Cái này gọi là bó toàn thân chứ phải bó tay bó chân nữa đó quý vị. Đấy là sự thật. Bây giờ kêu tôi gửi một lời gì tới Võ Hoàng Yên. Mà có một cái điều như thế này, tôi đã cảnh cáo nhiều lần rồi, coi thường tôi và nghĩ rằng là tôi sẽ không dám làm điều gì. Nếu như mà ổng có lừa dối tôi hay ổng có gặp cảnh tôi thì tôi cũng phải nghĩ tình là ổng là ba nuôi của con tôi, hoặc là ổng đã có một cái thời gian gắn bó với Đại Nam, và đặc biệt là nhân viên của Đại Nam cũng thương ổng lắm, cũng quý ổng như ông chủ bà chủ thôi, điều đó là ngộ thôi quý vị. Nhưng mà rồi cuối cùng sụp đổ hết, ổng đưa chúng ta xuống tận hang mồ, một sự dối nát, như là một bức tường sụp đổ đến vụn vỡ, tan tầm cái vụn vỡ luôn quý vị biết không? Khi mà tôi biết ra rồi tôi mới đi ngược lại thì 100 câu chuyện ông Yên nói không có một chuyện là thật luôn quý vị, tin không? Ông ở chỗ này ông nói chỗ kia, ông ở chỗ kia ông nói chỗ nọ, rồi ông dối trá là gọi là anh Dũng nói là nếu mà nói là đưa lên mà làm một cái người mà ông tổ lừa đó là phải bỏ hoàng đi, lừa xuất sắc, lừa siêu đẳng luôn, một người lương lẹo lực lộng và dối trá nói chuyện mà trời quý vị, ông đạt tới cái độ là thượng thừa đó, là nói láo mà không hề chớp mắt đó quý vị, nói như thật như thánh thần. Cho nên là thôi thì chắc có tại là cái số tôi, cái định mệnh của tôi là phải làm cái chuyện này, cho nên là tôi phải làm thôi đó quý vị. Chứ thật sự ra thì cũng không ai muốn vui mốc là tự ai đâu, vì là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, một cái quá khứ riêng, một cái đau thương riêng. Nhưng mà đối với Võ Hoàng Yên thì thôi cạn lời. À, cũng nhân đây á, thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị như thế này, là tôi từ xưa giờ tôi sống tôi khép kín lắm, tôi khép kín lắm, tôi không có tai tiếng, chỉ có mỗi cái tai tiếng là tôi lấy anh Dũng là cách đây năm 2006 đến bây giờ là gần 15 năm, tôi chưa làm điều gì tai tiếng, tôi chưa lừa dối ai, tôi chưa có mượn tiền bạc ai, tôi chưa làm một điều gì có lỗi với ai hết, kể cả với chồng tôi cũng không làm điều gì. Và đặc biệt rằng là tôi chỉ mới biết chơi Facebook mấy tháng này thôi. Vì thường thường á, thì tôi ban ngày tôi đi làm, buổi tối về thì tôi chơi với mấy đứa con, rồi rảnh rỗi thì tôi tập thể dục, rồi tôi cũng phải ngủ, tôi nghỉ ngơi, còn ngày nào khỏe nữa, vui vẻ nữa thì tôi đi spa. Tôi không có quan tâm tới cộng đồng đâu quý vị. Tôi chơi Facebook, cái lý do của tôi là tôi muốn khoe cái quỹ mổ tim của tôi, và tôi khoe thêm một cái chương trình mổ uống tỉ não miễn phí cho trẻ em nghèo bệnh tật. Cho nên tôi mới mạnh dạn lên Facebook, là cái mục tiêu của tôi là muốn làm thiện cho mọi người biết có cái địa chỉ để mà tìm đến với tôi. Còn riêng cái chuyện mà Thủy Tiên, tôi chưa bao giờ biết cô ấy là ai, tôi chưa bao giờ quan hệ với cô ấy như thế nào. Tôi chỉ cảm động qua những cái hình ảnh mà cô đi lội sình, lội nước và ngồi trên cái ghe mà mặc áo phao. Tôi chỉ cảm động cái điều đó thôi, chứ hoàn toàn là tôi không có quan hệ và quen biết gì với Thủy Tiên hết. Và cũng không có lý do gì mà tôi phải đi bên Thủy Tiên, nhưng mà tôi chỉ cảm thấy là tôi có một chút cảm động khi mà tôi nhìn thấy một người phụ nữ là bỏ hết mọi việc để mà đi lo cho cộng đồng. Nhưng cái chuyện này là cộng đồng phán xét, và riêng tôi không biết gì hết. Cô nhận tiền, bởi vì tôi nói đi làm thiện đó quý vị. Đặc biệt là công ty cổ phần Đại Nam không bao giờ nhận một đồng quay nguyên góp để đi làm từ thiện. Có bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu, có bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, không bao giờ tôi cầm tiền của ai để mà tôi tự quyết định mọi thứ. Thì có khi là cổ đã có những cái lỗi hoặc là những cái chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà có một cái điều đó là khi mà quý vị nhắc tôi cũng nhớ là cổ cũng một mình đứng ra đi nguyên góp, thì cũng là một cái là cổ mắc phải một cái sai lầm là không minh chứng được tất cả những cái gì cho cộng đồng. Thì xã hội mà người thương người ghét, nhưng mà không có liên quan tới tôi. Bây giờ tôi không có chơi với cô ấy, mà tôi không biết cô ấy là ai, mà đặc biệt là từ xưa giờ tôi không có chơi với Jesus, tôi không có chơi với ai hết, tôi không có tiếp xúc với ai hết. Tôi sống rất là khép kín, tôi chỉ có một vài người bạn ca hát nhảy múa, nhiều khi uống rượu rồi nói chuyện tào lao hài hước rồi giỡn với nhau thôi, chứ tôi không có quan hệ rộng xã hội đâu quý vị. Đặc biệt là với báo chí tôi lại càng không nữa.
Cho nên quý vị phải nghe những gì Phương Hằng tôi nói, và quý vị hãy kiểm tra những gì Phương Hằng tôi nói, tất cả là thật hết. Còn quý vị nào mà cảm thấy rằng không đúng, tôi ở công ty cổ phần Đại Nam đây, viết cho tôi lá thư hoặc là đến cho tôi sẽ gặp quý vị, tôi sẽ trả lời thích đáng những cái gì quý vị cảm thấy là không hài lòng về Nguyễn Phương Hằng này. Chứ còn mà lời nói qua, lời nói lại, lời nói này, lời nói kia là gây tổn thương cho tôi, nên là tôi không còn nhuệ khí để mà tôi đi muốn đi làm từ thiện nữa. Thì cái đó cái thiệt thòi của ai? Của những người khó khăn. Còn bản thân tôi mệt mỏi quá, tôi bỏ hết 1 năm tôi để cho một vài trăm tỷ, tôi đi hưởng thụ, tôi hạnh phúc không quý vị? Có phải là vừa đi cho tiền, vừa đi kiếm tiền cực khổ, đi lo cho xã hội rồi bị xã hội ném đá, chửi rủa, không thương tiếc con này thế này, con này thế kia, con này giật chồng, con này thế kia thế nọ, trời tổn thương không quý vị? Có ai mà sống một cuộc đời mà để cho người ta hành hạ mình, đọa đày mình đến như vậy không? Cuộc đời có bao nhiêu đâu, đánh đổi cái gì mà tôi khổ vậy? Tôi đôi khi tôi giật mình, biết mình làm thiện đúng chưa? Biết mình sống như vậy đúng chưa? Hay là mình đang có lỗi với mình ngược đãi cái bản thân mình để rồi ngày hôm nay mình moi hết tim gan mình ra để mình được cái gì? Được sự nghĩa mai, chỉ trích. Vậy thì còn ai dám đi làm từ thiện nữa? Hỏi còn ai dám hy sinh cho tôi với anh Dũng nữa không quý vị? Tôi nói á, thì kẻ thương người ghét, nhưng mà phải nói một điều là riêng cái chuyện này thì dù ghét tôi thì cũng phải công nhận đây là sự thật nha quý vị. Thật 100%. Tôi không có lý do gì mà tôi phải nói dối, tôi không có cầu xã hội, tôi không có điều gì. Thậm chí tôi đã mất 200 tỷ, tôi sẵn sàng đi tới cùng để đòi lại công lý. Đó là điều tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị. Quý vị có thương tôi hay ghét tôi là cảm xúc thôi. Nhưng cái gì tôi làm tôi thấy đúng, tôi làm. Mà khi nào tôi cảm thấy tôi mệt mỏi quá thì tôi rất là xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi. Ủa mai cấp được tôi, tôi có, tôi cho, tôi không có nữa thì tôi không cho. Bây giờ tôi vui, tôi khỏe, ủng hộ tôi thì tôi làm. Còn chửi rủa tôi, chà đạp tôi, tại sao tôi phải làm? Phải cho nó công bằng. Thấy không? Xã hội nó phải có những cái công bằng thì nó mới có một cái chân lý. Vì chúng tôi là những biến chúng tôi giống như chúng tôi là những cái người tự hy sinh, biến mình thành công cụ để mà đánh giá phụ giúp cho đời, để mà chia sẻ với những mảnh đời khổ. Thì những người không khổ người ta chà đạp mình, vì người ta không khổ người ta cơm no áo ấm, người ta rảnh rỗi, người ta sinh ra những cái điều tiêu cực, người ta ném đá mình. Vậy thử còn ai ham muốn để đi làm từ thiện nữa không? Thì nếu mà làm xã hội mà làm quá thì tôi làm, tôi lo cho nhân viên tôi dư nữa, tôi để dành tôi xài, tôi mua sắm tôi thỏa thích, chứ tại sao tôi phải đi lo trong cái đó chà đạp tôi thậm tệ như vậy? Thì bây giờ quý vị cứ coi hết đất nước Việt Nam này có bao nhiêu người làm thiện như vợ chồng tôi không? Có ghét thì cũng phủ nhận, có những người họ không có nhu cầu, nhưng có những người họ quá nghèo khổ, họ có mưu cầu vì con họ bệnh không có tiền, họ có mưu cầu thật sự. Còn những người không có mưu cầu thì ngồi đó chửi rủa chà đạp vợ chồng chúng tôi. Vậy thì chúng tôi phải làm để làm gì? Có những khi tôi thật sự là tôi giật mình, tôi giật mình là tôi thấy mình sống như vậy mình có vĩ đại không? Chưa chắc, đôi khi mình đã đi quá xa vì sự ngu xuẩn của mình chứ không phải là mình vĩ đại nữa. Tôi suy nghĩ, tôi trăn trở rất là nhiều. Tôn trọng tôi là đủ, còn không tôn trọng tôi cũng làm nữa. Bây giờ tôi nghĩ thôi, tại sao tôi phải cống hiến mà không được lời khen mà còn bị sỉ nhục? Tôi phải suy nghĩ chứ, bởi vì sao? Tôi với anh Dũng đều, tôi đã 50 tuổi, anh Dũng 62 tuổi rồi, già hết rồi, sống với nhau mười mấy năm, cắm đầu cắm cổ đối đầu với thị phi, cắm đầu cắm cổ lo cho thiên hạ, tạo ra được cái quỹ mổ tim từ mồ hôi nước mắt cay nắng của tôi, thị phi của tôi. Không ai trân trọng tôi, không ai hiểu cho cái sự hy sinh tử tế của vợ chồng tôi, thì tại sao tôi phải tiếp tục? Điều này là khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại. Cái này là do dư luận ép buộc chúng tôi và tất cả những cái đòn bẩy buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại. Trời ơi, quý vị thử là tôi đi, có tiền nên giúp đời nhưng mà bị người ta chửi rủa bắt nhiếc đi, quý vị sẽ hiểu được cái cảm giác ra làm sao, cái tận cùng của cái đau đớn ra làm sao. Lo cho bao nhiêu nhân viên, thuế má đóng cho nhà nước đầy đủ, còn lợi nhuận bao nhiêu đi hết cho xã hội, không chia cổ đông cổ có hai vợ chồng. Vậy thì có cái gì sai với quý vị không? Có cái gì lỗi lầm với một cái người công dân sống lương thiện chân chính như chúng tôi không? Nếu chúng tôi không đúng, pháp luật có để cho chúng tôi hoạt động không? Còn trong chuyện hôn nhân, tôi với vợ chồng tôi không đúng với nhau, có tự xử với nhau không, cần quý vị xem vào. Còn cái việc từ thiện của chúng tôi làm để dành cho những người nghèo, còn những người không cần thì không có tư cách xúc phạm tôi. Làm được như tôi không mà chửi rủa tôi, sỉ nhục tôi, con này con nọ con kia, trời ơi tôi thấy sao mà nó tàn nhẫn vô cùng. Cho nên tôi nói thật với quý vị, sau cái câu chuyện này tôi thức tỉnh rất là nhiều.
Tôi cảm thấy tôi thương cho những người nghèo khổ, một đời sống thiếu thốn, khó khăn bệnh tật. Rồi tôi lại thấy thương cho tôi với anh Dũng, chẳng nghĩ gì tới mình. Bây giờ cứ lao vô làm để lo cho nhân viên, gánh vác bớt cho xã hội, chia sẻ hết cho cộng đồng. Một năm qua thiên tai lũ lụt, chúng tôi không đi được, chúng tôi cũng gửi tiền. Rồi á, Covid như vậy á, miếng một cái khu Đại Nam này thất thu 85%, nhưng chúng tôi vẫn hoạt động, cho thuê kho bãi, kinh doanh bất động sản, nhà máy xử lý nước thải. Chúng tôi xây 20 cái nhà máy găng tay, chúng tôi làm hết tất cả những gì lợi nhuận đem đi cho. Không có một cái động cơ, một cái động lực nào mà giúp chúng tôi, chỉ có nhận đầu chúng tôi xuống thôi. Thì chúng tôi làm để làm gì? Tôi nói thật với quý vị nha, tôi rất là hiểu biết. Cho khi đêm nhiều khi nằm xuống tôi không muốn khóc, mà nước mắt tôi tự tuôn ra. Tôi tủi thân, tôi nghĩ tại sao tôi phải làm tất cả vì mọi người, nhưng có ai biết được cái nỗi khổ đau. Có khi vợ chồng tôi hiểu nhau, tôi nói chỉ có trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Cho nên những con người vô tâm vô tình cũng không làm tôi gục ngã đâu. Nhưng khi tôi muốn dừng cuộc chơi tôi sẽ tự dừng. Chứ còn mà đừng dùng sức mạnh để xô tôi, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng khi tôi cảm thấy rằng tôi cần dừng, tôi tuyên bố tôi dừng. Cái đó là quyền lợi của tôi, và đó là những cái gì mà tôi nói được, tôi làm được. Khi không còn sức mạnh nữa, không còn động cơ, không còn một cái gì nữa, tôi tuyên bố tôi dừng. Chuyện đó rõ ràng, quá sòng phẳng. Còn cổ vũ tôi, thương mến vợ chồng tôi sẽ làm suốt cuộc đời để làm tới đời. Cứ nói rằng là chúng tôi làm để kể lễ, đã làm thì không kể lễ. Chẳng lẽ tôi đi đón gửi hộ tiên của tôi cũng có tội với quý vị? Chẳng lẽ tôi ngồi tôi nói như thế này, tôi đùa một hai câu, tôi cũng có lỗi với quý vị? Sao mà tàn nhẫn vậy?